Cùng mình unbox họa cụ từ họa người khác. Nếu bạn nào thắc mắc về họa cụ mình mua ở đâu thì rất nhiều đồ độc lạ của mình đều mua từ Sắc Nha. Hôm nay bên Sắc lại gửi đồ chơi mới cho mình nè. Quan trọng nhất trong đây chắc chắn là 6 ban màu mới nhà unbox này. Một tệp giấy màu nước cùng hãng định lượng 200 kia xem. Nhìn khối gỗ này đi, thật ra nó là một chiếc pallet mini. Chiếc pallet nhỏ xíu này đang rất khác trên Instagram của các artist châu Âu. Một hộp nhỏ để đựng màu nữa, quá tiện lợi để đem đi vẽ bên ngoài nè. Nghe nói đây là những màu mới của unbox năm nay. Bộ 6 màu hiệu ứng tiếp tục với các màu tươi sáng hơn. Lần trước mình đã giới thiệu về bộ màu hiệu ứng và tách lớp, dòng này sẽ có chữ DC ở bên màu. Các màu lần này đã đa dạng hơn so với bộ trước chỉ có tôn màu trầm và thiên này. Có lẽ các dòng màu nước hiệu ứng này đang được unbox phát triển và sẽ tiếp tục được cập nhật màu mới. Các màu này sẽ có hiệu ứng tách hạt và màu sẽ từ bán trong đến trong suốt. Mình đã xin thử để xem màu sắc như thế nào. Hai trong số 6 màu mình thấy đẹp nhất là màu tím và màu đỏ ruby. Màu đỏ sẽ tách hạt đen và tím tách xanh. Màu tím này khá giống với lá DC nhưng không tách hạt đỏ mà sẽ tách hạt xanh. Còn lại các mạ xanh thì mình thấy khá bình thường, độ tách hạt không cao.